Xin chào quý bà con. Hôm nay tôi đang ở vườn cao su ở tỉnh Bình Phước. Tôi đang test cho các bạn một dòng máy thổi ná 80cc thương hiệu Takeo, sử dụng động cơ xăng 2 thì. Bây giờ tôi sẽ test cho các bạn thổi ná ở vườn cao su. Đây là ná cao su rất là dày nha các bạn. Và vừa chiều hôm qua là trời mưa cho nên là ná bị ẩm và dính xuống đất rất là nhiều. Nhưng các bạn hãy chờ xem, tôi sẽ thổi bay mọi chiếc lá gọn sạch chỉ trong một cái bóp nhấn ga nhẹ nhàng. Còn chần chờ gì nữa, bây giờ chúng ta hãy test thử xem máy hoạt động như thế nào nha. Xin chào quý bà con, ngày hôm nay chúng tôi mời bà con cùng xem chiếc máy thổi lá Takeo TK80cc thổi lá cao su như thế nào nha. Đây là vườn cao su ở Bình Phước, với thân cây to và tán lá xum xuê, nên khi rụng lá tạo ra độ dày của lá trên mặt đất là rất lớn. Vào mùa khô nguy cơ cháy rất cao, nên phải dùng cào để cào lá hay quét lá xa gốc cây ra để phòng bị cháy. Công việc này làm bằng tay trước giờ mất rất nhiều thời gian, công sức và chi phí. Nhưng bà con yên tâm, hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến bà con máy thổi lá có điều chỉnh tốc độ để gom lá dễ dàng và nhanh chóng bằng máy thổi lá Takeo TK80cc, đáp ứng mọi nhu cầu của bà con. Máy thổi lá Takeo TK80cc sử dụng động cơ 2 thì với nhiên liệu xăng pha nhớt tỷ lệ 25:1, công suất 3.000 W, tốc độ 7.000 vòng trên phút. Đây hiện là sản phẩm được nhiều người tin dùng và đánh giá cao về chất lượng thổi. Máy thổi lá Takeo TK80cc thiết kế bộ khởi động cao cấp, đảm bảo khởi động động cơ dễ dàng, tay cầm an toàn, thoải mái, có thể ngăn chặn tĩnh điện vô e, có mút chất lượng tốt, làm sạch không khí của động cơ, tay cầm tự khóa sang trọng dây đeo, mềm mại, thoải mái, máy chạy ít rung, tốc độ ổn định, lưu lượng gió lớn cấu tạo chắc chắn, thiết kế gọn, đeo lưng thuận tiện. Thông số kỹ thuật máy thổi lá Takeo TK80cc, dung tích xi lanh 80cc, công suất 3.000 W, tốc độ 7.000 vòng trên phút, tiêu hao nhiên liệu tiêu thụ nhiên liệu ít hơn 544 gram trên kWh trên giờ, bình xăng lớn 3 lít, lưu lượng khí trung bình 0,5 mét khối trên giây, trọng lượng tịnh 12,6 kg, tỷ lệ pha nhiên liệu 25:1, bình xăng công màng bơm, kích thước 55 và 46 và 55 cm. Quý bà con có nhu cầu hay quan tâm đến sản phẩm máy thổi lá hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại bên dưới video để được tư vấn hỗ trợ tìm được sản phẩm đáp ứng nhu cầu của mình. Các bạn thấy không, dù là ná bị mưa ướt nhưng mà và rất dày, các bạn thấy không, độ dày của nó đến 20 phân ná, nhưng mà chỉ cần ga nhẹ một cái thì là sẽ gom rất là sạch. Tôi vừa test thực tế cho bà con xem, một trải nghiệm rất là tuyệt vời về máy thổi ná Takeo 80cc. Xin chào và hẹn gặp lại bà con. Phải nghe. Bà con đừng quên bấm nút đăng ký kênh video của Thế Giới Máy và bấm nút chuông ở bên cạnh để nhận thông báo mỗi khi Thế Giới Máy đăng tải video mới hướng dẫn sử dụng máy móc thiết bị cho bà con.